sau một năm bận rộn với rất nhiều công việc, Tết không chỉ là thời gian với gia đình, bạn bè, mà đây còn là dịp để chúng ta có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Những điều nào mà bạn nên làm để giúp phục hồi sức khỏe sau thời gian mải mê công việc và học tập? Ăn uống điều độ, nghĩa là chúng ta cần phải đảm bảo ăn đủ 3 bữa chính và có thể cần thêm 1 đến 2 bữa phụ tùy theo lứa tuổi và tùy theo những tình trạng bệnh lý cũng như tình trạng dinh dưỡng kèm theo. Cần phải ăn đủ 6 nhóm thực phẩm bao gồm có thịt, cá, thủy sản, trứng, đậu đỗ để cung cấp chất đạm, lương thực và các loại ngũ cốc để cung cấp chất bột đường, dầu thực vật, mỡ và các loại hạt có dầu để cung cấp chất béo, rau, trái cây và đặc biệt là sữa và các sản phẩm từ sữa. Chúng ta cần phải ăn đúng giờ, không nên uống nhiều bia, rượu, nước ngọt. Không nên ăn quá nhiều chất béo bão hòa, không nên ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn có nhiều màu sắc, mùi vị, chất tạo ngọt. Cần phải nghỉ ngơi, thư giãn với các loại hình giải trí phù hợp với sở thích và hoàn cảnh của địa phương. Nên duy trì các môn thể dục thể thao với thời gian đảm bảo từ 30 phút đến 60 phút mỗi ngày. Bạn hãy ưu tiên chọn các loại hình vận động hiếu khí ở ngoài trời. Ngủ đủ giấc là việc rất là quan trọng, nên ngủ đạt 8 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối và 30 phút buổi trưa, không nên ngủ quá dài vào buổi trưa. Chúng ta cũng cần phải bổ sung thêm một số vitamin và chất khoáng để giúp hỗ trợ chuyển hóa các chất dinh dưỡng, giúp giải phóng năng lượng và phục hồi dự trữ các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Những vitamin nào sẽ giúp chúng ta phục hồi được năng lượng, cải thiện được sức khỏe sau một thời gian dài bị stress vì công việc và học tập quá nhiều? Chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn vitamin nhóm B, trong đó chúng ta tập trung vào vitamin B1, B2, B3, B6, B9 và B12. Đây là các vitamin có rất nhiều vai trò với sức khỏe. Tuy nhiên, với việc phục hồi sức khỏe, vitamin nhóm B có một cái vai trò đặc biệt, đó chính là giúp giải phóng năng lượng từ glycid, lipid và protein là những thực phẩm chúng ta đã đưa vào trong cơ thể thông qua các món ăn giàu chất đạm, chất béo, chất bột đường hàng ngày. Nếu không giải phóng được năng lượng, cơ thể của chúng ta không thể hoạt động một cách hoàn hảo được và các tế bào của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi. Các vitamin nhóm B nêu trên còn hỗ trợ cho cơ thể tổng hợp ra các axit amin là nguyên liệu để bảo vệ tế bào, là nguyên liệu tham gia vào quá trình sản xuất và giải phóng acetylcholine, đây là chất dẫn truyền thần kinh để giúp cho các tế bào của cơ thể của chúng ta có thể duy trì được chức năng và có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất. Chỉ có giải phóng năng lượng thì chúng ta mới có thể khỏe mạnh và phục hồi được sức khỏe. Hãy cùng với nhau tìm hiểu thêm B9 và B12. Đây là hai vitamin rất là đặc biệt, có vai trò như là một coenzyme trong tất cả các quá trình sinh học cần thiết của tế bào, giúp cho tế bào được phân chia, được phục hồi, được trưởng thành và đặc biệt rất là quan trọng là giúp phòng ngừa thiếu máu hồng cầu to. Và nếu chúng ta thiếu máu thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiếu oxy. Chúng ta sẽ thiếu nguyên liệu để giúp cho các tế bào có thể hoạt động giải phóng được năng lượng, do đó chúng ta sẽ không thể nào phục hồi sức khỏe và khỏe mạnh được. Nhóm vitamin thứ hai bao gồm có vitamin A, vitamin C, vitamin D và vitamin E. Tuy có nhiều chức năng khác nhau, nhưng với việc phục hồi sức khỏe và giúp cho chúng ta giảm stress sau một thời gian lao động và học tập miệt mài, là bởi vì các vitamin này sẽ tham gia vào tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp cho cơ thể được thật sự là khỏe mạnh, giảm thiểu các nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng. Như vậy thì chúng ta mới có thể khỏe mạnh được. Các vitamin này còn tham gia vào việc khử các chất độc trong quá trình chuyển hóa. Do đó, các chức năng của cơ thể sẽ mạnh khỏe hơn, các tế bào sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn và chống lại tất cả những cái yếu tố gây hại từ môi trường bên ngoài và môi trường bên trong bởi vì stress đã gây ra cho cơ thể của chúng ta. Để đón chào một năm mới thật sự hạnh phúc và thành công, chúng ta cần phải phối hợp giữa chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động hợp lý, ngủ, nghỉ và đặc biệt là kiểm soát stress. Bên cạnh đó, việc quan trọng là chúng ta cần phải tranh thủ thời gian này bổ sung thêm các vitamin để giúp phục hồi, dự trữ các vitamin, đồng thời giúp giải phóng năng lượng và đón chào một năm mới thành công.